Xem lại đến đây. Em còn đang thắc mắc sao tìm anh khắp nơi mà không thấy. Hóa ra anh trốn ở đây tiêu dao tự tại. Anh đâu có. Anh đâu có. Vậy những bức ảnh tình cảm kia là thế nào? Từ hòn đá nhảy ra à? Chúng tôi có thể nói chuyện riêng với nhau không? Được. Cứ nói từ từ nhé. Anh biết mọi người đi tìm anh vất vả thế nào không? Nếu sớm biết anh ở đây hưởng phúc thì đã bỏ mặc anh ở đây biến thành tên khốn cả người bốc mùi hôi thối rồi. Đồ lưu manh. Em nghe anh nói có người đang giám sát anh. Diễn kịch với anh đi. Tình hình thế nào? Cất tờ giấy đi. Em mắng anh đi, nhanh lên. Anh là Trần Thế Mỹ, vong ân phụ nghĩa. Tôi hận anh. Em nghe anh nói đã. Tôi nghe anh nói cái gì chứ? Miệng anh thì nói yêu tôi, nhưng lại đi ngủ với người phụ nữ khác. Anh thật sự không có. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Anh cứ ở đây mà vui vẻ với người tình mới của anh đi. Này, sao? Món đồ đó anh đã cất đi rồi. Tôi thật hối hận vì đã cho anh biết về món đồ đó. Lập tức báo với Itokun đại nhân. Chiếc hộp linh lung chắc chắn ở trong tay Phương Hàn Văn. Vâng. Hiểu anh. Anh đã dẫn dụ cho người Nhật tin rằng hộp linh lung đang ở trong tay anh. Anh sẽ tìm cách điều tra kẻ đứng đằng sau. Em phải phối hợp với anh, không được nói với bất cứ ai, kể cả Nhã Kiệt.